700 tỷ đô la Mỹ là một cột mốc mới về tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam được ghi nhận vào ngày 15 tháng 12. Tổng cục Hải quan cho biết trong 20 năm qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã liên tiếp đạt các mốc kỷ lục. Cụ thể, năm 2001 ghi nhận chỉ hơn 30 tỷ đô la Mỹ, sau 6 năm đến năm 2007, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đã đạt 100 tỷ đô la Mỹ sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. 4 năm sau, vào năm 2011, ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu đã tăng gấp đôi, đạt 200 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2015, xuất nhập khẩu Việt Nam cũng đã cán mốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Cột mốc 400 tỷ đô la Mỹ của xuất nhập khẩu hàng hóa được ghi nhận vào giữa tháng 12 năm 2017. Cột mốc 500 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào giữa tháng 12 năm 2019. Cột mốc 600 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Và hôm nay, cột mốc được ghi nhận vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, đạt 700 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất nhập khẩu, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Trong khối ASEAN, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có vị trí thứ hai, chỉ sau Singapore.